Tôi đồng ý với anh. Anh có thể đánh tôi, mắng tôi cũng được. Anh đã rất lâu rồi không được ôm em thế này. Cái gì? An Phi, cô chia tay với anh ta chưa? Cô bớt bệnh giùm đi. Có cái gì đâu, lấy đâu ra mà chia tay? Điều tại cô nên thiết bị mới bị giữ lại đó. Thời gian bị lỡ mất, cô có đền được không? Chu Xâm Xâm, trước hết đừng có nói bừa. Tiến sĩ Mạc, tiến sĩ Mạc, tiến sĩ Mạc, mặc dù thân phận của Diệp Hải đã rõ ràng, nhưng hành động của anh ta thật sự quá khả nghi. Lúc trước số liệu của chúng ta đâu bị phá hoại. Em là mấy người không có chứng cứ thì đừng có nói bừa. Còn bảo hai người không có gì, cô bảo vệ anh ta làm gì? Trong thời gian đó, ngoài nhân viên nội bộ của chúng ta, chỉ có anh ta và Lâm Trọng đến phòng thí nghiệm. Vậy thì trùng hợp quá rồi đó. Diệp Hải vì cô nên mới tới đây. Thiết bị lại là do cô phụ trách. Thuyền vận chuyển cũng là cô bảo Diệp Hải làm. Chỗ thiết bị đó vừa đến là bị giữ lại hết. Đúng đó, giờ mất thiết bị rồi, thông tin cơ mật cũng bị lộ. Ai mà biết có phải cô giở trò cùng Diệp Hải không? Mấy người có khả năng suy luận như vậy, để mấy người đến đây đúng là thiệt thòi cho mấy người. Được rồi, tất cả đừng nói nữa. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, được chưa? Ông chủ, anh đừng có bình tĩnh như vậy. Thi phòng thí nghiệm tôi còn ngăn lại được một chút, nhưng lát nữa Diệp tổng và Lâm cô nương gọi đến thì tôi phải nói sao? Không biết nói gì thì đừng có nghe máy. Ông chủ, vậy để tôi thực sự không chọc vào nổi nhé. Anh mà không nghe là có khi xảy ra chuyện đó. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin lỗi. Ông chủ, vậy làm sao nói với An Phi? Tôi sẽ giải thích với cô ấy. Giải thích cái gì chứ? Giải thích cái gì? Giải thích thế nào? Thực sự là anh đã chặn thiết bị lại. Tại sao? Tôi quyết định rút vốn. Anh rút của anh liên quan gì đến thiết bị của chúng tôi chứ? Bởi vì tôi đã phát hiện ra dự đoán an toàn của cuộc thí nghiệm này thực sự có vấn đề. Có thể. Đúng vậy. 13 năm trước, hàng hải chỉ có một phần dự án an toàn y như vậy. Nhưng ông nội của tôi đã ngăn cản khai thác. Chính là vì ông phát hiện ra phương án đó không hề hoàn thiện. Chứng cứ. Không lâu sau đó, ba mẹ tôi qua đời. Mặc dù tôi rất đáng tiếc, nhưng chuyện này với thí nghiệm của chúng tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì cả. Hải tặc ở khu biển đó sao có thể không liên quan gì đến lần khai thác đó chứ? Chính vào lúc đó, ông nội tôi đã ngăn cản khai thác, mà cũng ngay sau sự kiện đó, người nhà tôi đã gặp nạn. Rất xin lỗi, nhưng đã 13 năm trôi qua rồi, anh không thể nào gì bộ suy đoán không có chứng cứ mà chống lại nhiều người như vậy chứ.
Tôi không về. Hôm nay anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Cô điên à? Xuống đây. Cô làm vậy cũng vô dụng thôi. Anh xuống đây. Xuống đây. An Phi, anh xuống đây cho tôi. Xuống đây. Diệp Hải. Diệp Hải. Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì vậy? Diệp Hải, tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi. Anh dậy đi. Tôi đồng ý với anh. Anh có thể đánh tôi, mắng tôi cũng được. Anh đã rất lâu rồi không được ôm em thế này. Cái gì? Em cuối cùng cũng đã thừa nhận bản thân rồi. Tôi không phải là Amphitrite. Xin lỗi. Em nói dối. Tôi không có. Vậy thì em đang gạt anh. Tôi không phải. Hai người, hai người. Sao vậy? Tôi bảo anh đi về, có nghe thấy không? Anh đừng. Đưa anh ta đi về đi. Xem anh ta trúng cái gì rồi. Ông chủ. Là Diệp Hải sao? Ngu xuẩn. An Phi, em rốt cuộc đang ở đâu? Diệp Hải thế nào rồi? Hình như càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Bây giờ cảm giác như hai người khác nhau vậy. Tôi biết rồi.